các bạn đến với khu vườn nhỏ của Andy và mình là bà cô già của các bạn đây. Thì nếu lần đầu tiên bạn đến với kênh của mình thì cứ xem thử qua video clip. Nếu bạn thấy đúng thấy hay thì bạn có thể ủng hộ mình bằng cách nhấn subscribe kênh ở đây và đừng quên để lại bình luận nữa nha. Thì mình gần như đọc hết tất cả các bình luận. Còn nếu bạn đã quá quen với mình thì chào các bạn lần nữa. Mình là Andy của Tarot Bánh Quy. Thì đối với khu vườn nhỏ của Andy thì mình làm chủ yếu về tình cảm. Còn đối với Tarot Bánh Quy thì mình làm chủ yếu về sơ lớp chữa lành cũng như phát triển bản thân giữa đoạn tuần giữa đoạn tháng. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một chủ đề liên quan đến gọi là người đó nghĩ gì về bạn thông qua bài tarot, cái bài bộ bài chế của mình và sticker. Thì lâu rồi mình cũng không có sử dụng hai cái này. Thì tụ 1, tụ 2 và tụ 3 thì các bạn cứ chọn tụ bài mà các bạn thích. Mình sẽ bắt đầu giải bài sau khoảng thời gian là 5 giây. Xin chào các bạn chọn tụ số 1. Bây giờ mình sẽ bắt đầu giải bài cho các bạn ha. Thì để coi là người đó nghĩ về bạn như thế nào, hoặc là trong mắt của họ bạn là người như thế nào. Bạn có judgment, bạn có the impress, hai lá ẩn chính rồi đó. Và bạn có một lá nữa là hai gậy. Thấy hai lá ẩn chính là thấy bự rồi, không cần phải suy nghĩ gì thêm nữa, quá bự. Trong mắt bạn họ là một cái bánh xe bò. Theo bài ở đây lên á, thì mình thấy trong mắt họ bạn khá là xinh xẻo đó. Nội thấy cái lá điểm đấy là thấy xinh xẻo rồi. Một người rất là thu hút, một người rất là có cái gì đó rất là ma mị, rất là lôi cuốn, rất là rù quến. Nhưng nó theo nghĩa mình gọi là sáng, xanh, sạch và thơm á, chứ không phải là kiểu giống như là 18 cộng nha. Mà cái thứ nhất, cái thứ hai nữa đó là ngay cả bản thân mình khi mà mình nhìn ba lá này á, mình cũng bị thu hút khá là nhiều bởi cái sự tương phản của lá The Impress và lá The Judgment. Và lá Judgment không có đờ. Cái The Impress là cái mà nó đập vô mắt. Mình cảm giác như nếu bạn nào xem cái tụ bài này, mình nghĩ họ bạn cũng sẽ bị thu hút bởi cái lá chính giữa, bởi vì hai bên nó giống như là hai cái nền á. Còn cái The Impress là cái gì gọi là lộ, nó phản chiếu hoặc nó đập vô mặt mình liền luôn. Về bản chất á, có thể là bạn trong mắt người này lúc nào cũng như là cái lá The Impress này. Cái kiểu giống như là mình không biết là bạn đẹp hay xấu, ngoại hình của bạn xuất sắc hay là bình thường, nhưng có cái gì đó ở bạn nó rất là hút tầm nhìn hoặc là hút ánh nhìn, hoặc là họ không thể không nhìn bạn. Nói chung là ở bạn luôn luôn có một cái gì đó rất là đặc biệt. Còn cái đặc biệt này như thế nào là tại vì ở họ mới biết. Thành ra nếu mà bạn có cảm giác bạn không có gì đặc biệt thì cũng không có gì lạ ha. Tại vì cái này là suy nghĩ của cái người đó. Cái thứ hai nữa là judgment. Cái judgment này nó là cái phản chiếu lại của The Impress này. Nó rất là mạnh ở chỗ đó là đây là một cái gì đó trong bạn, nó có một cái góc khuất, một cái phần bí mật, một cái ẩn giấu, một cái thế giới khác so với cái thế giới bên ngoài của các bạn. Có thể giống như là cái thứ mà đập vô mắt họ đầu tiên là The Impress, nhưng cái thứ mà khiến cho họ tò mò về bạn hơn nữa đó là The Judgment. Tức nghĩa là bạn vừa có sự lôi cuốn bên ngoài nhưng bạn vẫn có một cái gì đó rất là có chiều sâu, có một cái gì đó rất là sâu sắc, hoặc là có một cái gì đó nó thật sự gọi là khiến cho họ phải tò mò. Tại vì mình cảm giác giống như những cái thứ mà họ thấy, tại vì hai gậy ở trong cái bộ này á, nó là hai cái cây gậy chồng chéo nhau vào những cái bàn tay, nó có hai con mắt ở chính giữa, bạn thấy không? Nè, thì cái kiểu giống như là họ muốn soi bạn, họ không biết là liệu cái thứ tôi thấy nè, cái thứ tôi cảm nhận nè, cái thứ tôi biết nè, cái thứ mà tôi tiếp xúc nè, cái thứ mà tôi đang có nè, ở bạn á, nó có đúng vậy không? Nhiều khi tôi thấy bạn vậy nhưng bạn không phải vậy. Họ luôn luôn bị mâu thuẫn. Hoặc là cái thứ mà bạn thể hiện ra, cái tín hiệu mà bạn phát ra, hoặc là những cái gì mà bạn làm với họ, họ không biết được. Họ gần như have no clue. Tức nghĩa là không có một manh mối, không một có một cái dấu hiệu nào mà nó quá rõ ràng. Hoặc đại loại là họ bị confused. Tức nghĩa là họ bị hoang mang, họ bị rối, họ bị khó phân họ bị kiểu giống như là họ không có phân tích được. Kiểu giống vậy. Mình cảm giác cái lá chất mà nó trong cái bộ bài này nó là một cái gì đó nó rất là nặng về mặt tâm lý, hoặc là đại loại là nó có một cái gì đó khó mà người ta chạm tới được á. Mình cảm giác giống như là cái gương mặt ở đây, đúng không các bạn? Nhưng mà bạn thấy không, cái trong cái gương mặt đó là một cái cặp cánh nè, rồi có cái gì đó nó giống như một cái làn áo, hoặc là một cái
cái cổ áo hoặc là một cái gì đó giống như áo choàng nó phủ hết nguyên cái người này lại, trong khi cái lá thì imprint lại là một cái gì đó ngược lại, nó như là chỉ có một cái tấm áo lụa, một cái mái tóc rất là bồng bềnh, một cái làn da trắng hoặc là một cái ánh mắt. Mình nghĩ có thể nha, bạn là một người có cái biểu cảm gương mặt không phải là dạng giống như là cười cái là quên cả thế giới, nhưng mà ý của mình giống như là trong cái nét mặt của bạn, trong cái con mắt của bạn, trong cái chân mày hoặc là cái đường nét gì đó trên mặt, đặc biệt có thể là mũi mắt hoặc là chân mày hoặc là cái nụ cười của bạn, bốn cái phần đó thôi. Thật ra trên mặt nó cũng hết rồi, không còn phần nào nữa đâu, còn cái trán nữa thôi với cái hai cái gò má thôi. Thì mình cảm giác giống như là những cái phần liên quan tới mắt, mũi, chân mày, tóc á, nó có một cái gì đó của bạn nó rất là đặc biệt, khiến cho người ta phải nhìn hoặc là người ta bị hút vào. Mình vẫn cảm thấy là cái gương mặt của bạn nó có một cái sự sắc sảo, có thể bạn không phải là một người đẹp như tiên sa cá lặng hay là kiểu giống như là cái nét đẹp mình dùng từ thanh thoát, nhưng mà nó giống như mình cảm giác giống như bạn thấy có nhiều người á, cái thần thái của họ rất là tốt, giống như nếu mà bạn có coi gì đại sứ hoàng mỹ, giống như cái chị Vũ Đát Vũ Thu Phương á, cái chị đó có một cái năng lượng rất là mình thấy rất là thú vị và có một cái nét duyên. Thì mình nghĩ bạn có thể không hẳn là một cái nét duyên như thế, nhưng mà bạn cũng 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 có một cái sự thu hút nào đó, nhưng nó đến từ bên ngoài, và cái bên trong của bạn là cái thứ khiến cho người ta tò mò. Có thể bạn là một người khá là từng trải hoặc là thế giới nội tâm của bạn cũng khá là phức tạp, tại vì bạn vừa có judgment, bạn vừa có hai gậy, có cái gì đó ở trong bạn khiến cho người ta muốn tìm hiểu hoặc là muốn biết hoặc là muốn muốn có thêm thông tin. Tại vì mình cảm giác ở đây là có một cái sự soi chiếu, giống như người này nhắm mắt để cảm nhận, người này mở mắt để thấy, nhưng mà cái thứ họ nhắm mắt để cảm nhận và cái thứ họ mở mắt để họ thấy, hai cái thứ này nó mới cộng lại, mình thấy không, có một cái dấu cộng, nó cộng lại nó mới ra con người của bạn. Thật ra mình nghĩ giống như người này họ trong đầu họ nghĩ rằng là để tiếp xúc, để hiểu được bạn, nó không phải là một cái thứ gọi là một sớm một chiều, hoặc đó không phải là nhiều khi cái thứ bạn thể hiện ra là như vậy, nhưng mà cái thứ bạn giấu đi lại là một cái thế giới khác. Nhưng trong cái suy nghĩ của người này nó không bao hàm cái ý bạn là người giả tạo hoặc là người cố gắng xây dựng hình ảnh theo kiểu giống như là lừa đảo. Bạn là một cái gì đó nó lại thực tế hơn, nó là một cái gì đó rất là thật, nó rất là chân thật. Bởi vì mình thấy hai cái lá này nó đẹp, nổi cái lá đi imprint là mình đã thấy nó đẹp, chỉ là người này họ muốn make sure, tức nghĩa là họ muốn kiểm tra lại, họ muốn check lại, họ muốn coi coi thực sự có phải là vậy không, hay tất cả những cái thứ này chỉ là cái thứ do họ tự tưởng tượng ra, hoặc là họ bị say đắm hoặc là bị ngu. Khi mà người ta giống như người ta nói khi yêu con người ta hay thường hay ngu á, thì cái kiểu của họ là họ cảm giác nó giống như vậy. Có thể đây là crush của bạn, nó có cái gì đó không rõ. Bây giờ mình sẽ qua ba lá dưới ha, ba lá bài thần thánh nè. Chúng ta có sư tử LD68, chúng ta có con cò rình bắt con cá QB47, và chúng ta có một cái người cưỡi ngựa AG91. Số rất là nhiều. Đầu tiên là về tháng đi ha, à không, về những con số đi. 68, 47, 91, tháng 6, tháng 8, tháng 4, tháng 7, tháng 9, tháng 1, tháng 10, tháng 11. À, sư tử, mình cảm giác khi mà nhắc tới sư tử, một là bạn là thường á, người trong mắt người này có thể bạn có một cái uy quyền, bạn có một cái quyền lực nào đó, hoặc là thường người ta nói giống như sư tử Hà Đông hoặc là sư tử cái. Nhưng mà mình nghĩ người này không nghĩ bạn là một người giống như vậy, mà có thể bạn mang một cái strength, tại vì sư tử còn đại diện cho lá strength, hình ảnh của lá strength, mà lá strength thì nó là đại diện là một người có tính nữ quyền, một người có tính nữ, hoặc dù bạn là nam hay chăng đi chăng nữa thì nó cũng không phải là vấn đề ở đây nha. Tại vì cái strength ở đây là có nghĩa là lạt mềm buộc chặt, là một người rất là khéo léo, là một người có tinh thần, là một người biết uyển chuyển, biết gọi là liệu cơm gắp mắm, biết lấy cương lấy nhu chế cương, tức nghĩa là bạn có một cái sự khéo léo nào đó rất là đặc biệt trong mắt người này. Cái thứ hai nữa là trong con sư tử á, thì ngoài cái chuyện sư tử Hà Đông ra mình bỏ qua một bên, mình cảm giác không đúng, thì mình cảm giác có thể là lông tóc hoặc là có cái gì đó liên, tại vì sư tử là nhắc tới sư tử là chúng ta sẽ nhắc tới cái bườm của sư tử, thì mình cảm giác có thể là tóc của bạn, cái hairstyle, cái kiểu tóc, hoặc là một cái gì đó liên quan tới tóc hoặc là lông. Cái bên nữa là con cò bắt con cá, rình bắt con cá, thì mình cảm giác có thể là người này họ cũng có nghĩ rằng, cho rằng hoặc là suy luận rằng bạn đang rù quến họ. Tại vì cái hình ảnh của cái cô đi imprint này đi, mà cái thường mà cái người phụ nữ mà họ đi phía trước mà họ quay cái đầu họ ngoảnh lại, thì thường một là họ muốn ra một cái tín hiệu nào đó, hoặc là họ muốn quay lại rù quến một cái cười, một cái là cả thế giới điên đảo. Tại vì mình cảm giác là người này họ nghĩ rằng bạn là một người có một cái sự
thu hút và bạn biết cái sự thu hút của bạn ở chỗ nào, và bạn bạn tấn công họ bằng một cách là chơi là con cò định bắt con cá, tức nghĩa là họ cảm giác là chết mẹ rồi, tao rớt vô cái bẫy này rồi, là tao kiểu giống như tao bị ngu muội, bị gọi là bị ám muội bởi cái con này rồi, kiểu giống vậy. Tức nghĩa là họ nhận ra được điều này nha bạn, chứ không phải là họ không nhận ra, nhưng mà kiểu giống như là họ muốn chơi cái trò chơi này. Cái bên nữa là người cưỡi ngựa, thì người này họ cảm giác bạn là một người có một cái sự gọi là thẳng thắn, một cái sự thẳng thừng, cũng như là một cái tính khá là bộc trực. Hoặc là người cưỡi ngựa cũng có thể là một người hơi ngựa ngựa, hoặc là một người thích thể hiện, hoặc là có một cái gì đó theo kiểu giống như là khác với mặt đại đa số. Giống như thường bạn thấy giống như một người cưỡi ngựa thì họ sẽ có góc nhìn cao hơn, tầm nhìn cao hơn, vị trí cao hơn, hoặc là một cái gì đó nó cao cao hơn người bình thường, tại vì nó leo lên con ngựa mà. Thành ra mình nghĩ giống như là, hoặc là người này có thể nghĩ là bạn là một người nhanh, hoặc là có một cái sự linh động, một cái sự gọi là, hoặc là người cưỡi ngựa nó có thể liên quan đến các lá nai, mà các lá nai thì thường là những cái lá của sự gọi là phóng khoáng, của một cái việc gọi là hành động nhiều hơn lời nói, hoặc là một người kiểu giống như là mang tính gọi là tức thì. Rồi bây giờ thì chúng ta có mấy cái sticker ha, chúng ta có hình một cái cô gái trần trọng, thì thật ra cái hình này không thể nào giống với cái này, nhưng mà nó có một cái giống, đó là da. Thứ nhất là làn da của bạn là cái người này có thể để ý. Cái thứ hai nữa đó là cái biểu cảm, mình vẫn thấy cái biểu cảm gương mặt của bạn có cái gì đó rất là đặc biệt mà khiến cho người này không thể nào mà rời mắt được. Dĩ nhiên là không thể như cái mặt này, khác có những cái mặt này được kêu giống vậy. Rồi nhưng mà mình cảm giác giống như là trong mắt của họ, giống như dù mặt mà bạn có như cái gì thì nó vẫn có hai cái trái tim này, bạn thấy không? Với lại mình nghĩ là bạn có vẻ giống như là một người hơi xa lánh hoặc là hơi khó gần. Bạn có gọi là choose happy. Trong mắt người này có vẻ giống như bạn là một người toát lên một cái năng lượng khá là tích cực. Tại thường người choose happy tức nghĩa là một người có cái vibe, có cái thần thái khá là, hoặc là họ có một cái lối sống, một cái cách nghĩ nào đó khá là lạc quan, hồn nhiên, hoặc là bạn mang tới cho họ một cái cảm giác là hạnh phúc hoặc là vui. Số 25, có thể là bạn sinh ngày 25, hoặc là họ với bạn gặp nhau vào ngày 25, hoặc là số 2, số 5 có liên quan gì đó tới bạn và họ nha. Bạn có một cái cây kẹo xinh gum nhai, chewing gum, dream flavor, tức nghĩa là mùi mơ mộng, vị mơ mộng. Thật ra mình lần đầu tiên mình kéo được cái sticker này, thì theo mình cái sticker xinh gum á mà nhai đó, thường thứ nhất là nó dai, thứ hai là nó dẻo, thứ ba nữa là nó có nhiều mùi vị, thứ tư đó là nó ăn vô nó rất là sọc lên mũi rất là nhanh, bạn có thể cảm nhận được cái vị và cái mùi hương nó rất là nhanh. Và mình cũng cảm giác có một cái gì đó đã dễ, cái vị của nó là dream flavor, tức nghĩa là bạn mang một cái hơi hướng bồng bềnh trên trển, hoặc là lửng lửng chứ không phải là vị bình thường ha. Cái cuối nữa là hello I'm hungry. Oh yeah, hello I'm hungry. Có thể là bạn cho họ cảm giác là bạn luôn luôn là một người hay đói, hay ăn, hay uống, hoặc là đại loại bạn có một cái gu ăn uống, một cái sở thích gì đó ăn uống, hoặc là bạn có một cái gì đó gắn bó, gắn liền, hoặc là hình ảnh của bạn có cái dính gì đó tới ăn uống. Hoặc có thể hello I'm hungry tức nghĩa là họ đang đói bạn, hoặc là thèm ăn bạn, hoặc là có mờ lem. Ê đúng rồi, mờ lem. Có thể là họ bạn trông rất là mờ lem với họ. Hello các bạn trong từ số 2. Bây giờ mình sẽ bắt đầu giải bài cho các bạn ha. Thì để coi gọi là trong mắt của họ bạn là người như thế nào. Chúng ta có Ten of Pentacles. Chúng ta có Queen of Pentacles. Và chúng ta có The Hanged Man. Bạn là một người có một cái thần thái rất là khó hiểu. Tức nghĩa là trong mắt người này bạn là một người nữ quyền hoặc là nam quyền, nói chung có một cái tôi rất là cao. Thứ hai nữa là có một cái sự kiểm soát nào đó nhất định lên người khác, hoặc là một cái sự ảnh hưởng nào đó lên người khác. Bởi vì cái cô 10 tiền ở trong đây là bạn thấy không, mấy cái đồng tiền nó được mắc lên mấy cái cọng dây và nó treo, và cái cô này có vẻ giống như I am the one who control, I am controller. Tức nghĩa là tôi là một cái người kiểm soát được mọi thứ và tôi có thể nắm hết mọi thứ. Tức nghĩa là trong mắt người này bạn có một cái, có thể bạn là cấp trên, là đồng nghiệp, là sếp, hoặc là một cái gì đó mang cái sức ảnh hưởng lên người khác, hoặc đơn giản bạn là một người có uy có quyền, hoặc là cái lời nói của bạn giống như bạn là cô gái, thay vì giống như là kiểu giống vậy, nhưng không, bạn là trời ơi anh ơi, kiểu giống như cái giọng của bạn giống như là nó, một là nó trầm, hai là cái cách nói chuyện của bạn nó rất là, mình không gọi là sổ sàng, nhưng có thể là bạn là một người khá là bộc trực, cái giọng nói của bạn có cái gì đó gây ấn tượng với người này. Cái thứ hai nữa là bạn có Queen of Pentacles. Thường Queen of Pentacles thì nó sẽ liên quan đến một người có cái tình thương mến thương. Có thể bạn bên ngoài là một người phụ nữ rất là mạnh mẽ, hoặc là phụ nam rất là mạnh mẽ, nhưng mà bạn bên trong là một người có cái tâm hồn khá là mỏng manh, khá là yêu thương nhân loại, hoặc là yêu thương con người, hoặc là
một cái người có cái tinh thần, có cái cảm quan gì đó liên quan đến gọi là thích gần gũi với thiên nhiên, là một người sống hòa mình với mọi người, hoặc bạn là một người luôn trong mắt họ bạn có một cái sự thể hiện gì đó tình cảm rất là liên quan tới cái tính nhân văn á bạn. Các bạn học tính nhân văn thì áp dụng cho con người nhưng bị sai, nhưng mà đại loại là một người có tấm lòng thương người, có tấm lòng giúp đỡ người khác, có một cái sự bao dung, bao che, bao bao hàm, hoặc là một cái bao gì đó đại loại giống như là bạn luôn luôn mang tính gọi là bảo bọc, bao bọc hình ảnh của người mẹ, người chị, hình ảnh của những cái người mà kiểu giống như luôn thích bảo vệ người khác. Bạn có the hundred man, bạn bạn chắc chắn là một người rất khó hiểu, bởi vì trong mắt người này không bao giờ đoán được hoặc là hiểu được hoặc là có thể nắm được cái tinh thần của bạn. Bạn là một người mình cảm giác khó kiểm soát và thường kiểu giống như là act rất là randomly, tức nghĩa là một người hành động rất là ngẫu nhiên, tùy hứng hoặc là tùy mục đích. Cái nhân sinh quan của bạn, cái thế giới quan của bạn, cái góc nhìn của bạn nó cũng tương đối khác với đại đa số hoặc là mặt bằng chung luôn. Nói chung có cái gì đó ở trong bạn nó luôn luôn mang một cái tinh thần, một cái hơi hướng không phải là xa cách quần chúng nhân dân, cũng không phải là một người ngược đời. Tại vì bạn có 10 tiền với Queen of Pentacle, bạn được rất là nhiều người để ý và rất là nhiều người thích, nên chắc chắn bạn không phải là một cái lập dị. Nhưng mà cái điều khác của bạn ở với người khác đó là bạn không có quan tâm đến cái việc người ta nghĩ bạn là gì, bạn ăn mặc ra sao, hoặc là bạn có cái gu thời trang như thế nào. Tại vì mình cảm giác bạn không có quan tâm, nhưng mà trong cái mắt của người này thực ra bạn cũng đúng là người như vậy. Tức nghĩa là bạn chả bao giờ để tâm tới chuyện người khác nói cái gì, thậm chí nhiều khi bạn còn chả nghĩ tới. Tại vì bạn thấy không, ở đây là đen, đen đỏ, xong cái qua đây là đỏ đen trắng, ở chính giữa là trắng với vàng. Nó có ba cái màu này, nó có một cái sự liên kết gì đó với nhau. Mặc dù cái bộ bài này á, cái bộ bài này là cái bộ bài mà gọi là 78 tác giả vẽ nên 78 lá bài, tức nghĩa là mỗi người một style, không có style nào giống style nào hết, nhưng mà tình cờ ngẫu nhiên như thế nào đó kéo lại đó lại là đi chung một cái combo liên quan đến sự chuyển giao màu. Và mình thấy giống như bạn có thể là một cái người có thể thay đổi, mình không không nghĩ là một người quá cứng rắn, nhưng mà bạn là một người có thể thay đổi, có thể luyến lái, có thể biến chuyển tính chất hoặc là quan điểm của bạn tùy theo thời điểm. Nói chung bạn là một người có thể lúc rất là nóng, rất là cứng như đàn ông, nhưng mà có thể có lúc rất là bánh bèo, rất là mềm mỏng. Tại vì mình thấy trong cái ấn tượng của họ bạn rất là thú vị, đa màu sắc. Rồi bây giờ mình thấy tiếp tục tới bạn có mõm núi. Ồ, mấy bạn này có đồi núi chập trùng nha, có một cái tâm hồn chứ không phải là một cái tường thành. Rồi bạn có một cái lá thư, rồi bạn có một cái Cupid luôn. Đối với bạn, lộn, đối với người này á, thì trong mắt của họ bạn có một cái mõm núi. Dĩ nhiên là mình nói đùa đó, tức nghĩa là mình cảm giác bạn luôn luôn ở một cái, đối với mình khi mà nghĩ tới mõm núi mình thấy có cái gì đó nó cao, nó xa, nó cực, nó mệt, hoặc là đại loại giống như là để nhìn bạn lúc nào cũng phải ngước lên chứ không phải là ngước xuống, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là lá thư. Lá thư thì nó lại cho mình một cái cảm giác liên quan tới chuyện là, một á, là bạn chỉ nói chuyện với họ qua thư từ, qua mail, qua tin nhắn, hoặc là có một cái khoảng cách nào đó. Tại vì thường người ta chỉ gửi thư cho những người ở có khoảng cách, hoặc là người ta chỉ nhắn tin đối với những người mà người ta không thể nói chuyện trực tiếp được. Tức có nghĩa là bạn với người này có khoảng cách, hoặc là bạn với họ có một cái gì đó không có thể gặp nhau trực tiếp, hoặc là không có nói chuyện trực tiếp, hoặc là đó chỉ là những cái câu chuyện mà mình gọi là, mình gọi là ở bên nước ngoài người ta gọi là small talk đó, tức nghĩa là những cái buổi nói chuyện rất là đơn giản, rất là ngắn, chẳng hạn giống như chào hỏi xã giao, hoặc là nói chuyện học hành công việc bâng quơ, giống như là cùng nhóm nói chuyện sơ sơ thôi, chứ cũng không phải là dạng thân thiết với nhau lắm. Rồi chúng ta có Cupid, người này có thể là crush, họ crush bạn chứ bạn không phải là bạn crush họ, nhìn vô là thích, hoặc là bạn cho họ một cái cảm giác thích hoặc là muốn yêu, hoặc đơn giản bạn có thể là một người họ rất thích rất yêu. Nói chung bạn có cái gì đó rất là lôi cuốn, rất là hút họ. Ba cái lá này cộng lại thì nó lại cho mình một cái cảm giác nữa là bạn là cái gì đó mà họ muốn chạm tới, hoặc là đại loại giống như là muốn kết nối, muốn liên hệ. Chúng ta có UH nè, AT nè, VL nè. UH AT VL. Rồi 81 tháng 8, tháng 1, tháng 9, tháng 6, tháng 7, tháng 4, tháng 8, tháng 12. Rồi bây giờ tới sticker ha. Sticker bạn có một con nhím đầy hoa. Mình vẫn khẳng định một điều, cái tính cách của bạn là cái thứ mà người này rất ấn tượng. Bởi vì con nhím này, cái bộ lông của nó là những cái bông hoa và những cái cành lá tùm xum xuê. Mà thường mà nhắc tới hình ảnh con nhím thì nó lại liên quan tới việc là một cái người có một cái vẻ xù xì bên ngoài, hoặc là một cái tính cách rất là can trường, hoặc là một cái người có một cái sự manh nha, hoặc là một cái kiểu giống như là
cứng rắn ở bên ngoài chứ không phải là kiểu mềm mỏng một kiểu gọi là bánh bèo, nhưng mà con nhím cái mặt ở phía dưới của nó, cái bụng của nó lại là cái nơi nó rất là thích được gãi và rất là thích được được vuốt ve, và phía dưới cũng là cái phần dễ tổn thương nhất của nó. Thành ra mình nghĩ trong mắt người này có thể bạn thể hiện ra bên ngoài là một người rất là sừng sỏ trong gai gai góc, nhưng bạn bên trong lại là một người khác. Cái thứ hai nữa là chúng ta có một con chó nằm ởn ra, không biết hướng nào mới đúng, chắc nằm kiểu vậy. Thường á mình coi trên cái kênh gọi là Animal Planet á thì mình thấy là người ta nói là một con chó hoặc là những cái loài động vật nhà mà nó nằm ưỡn bụng lên, chẳng hạn như mèo hoặc là chó, thì nó cảm thấy an toàn và tin tưởng ở cái nơi nó sống thì nó mới nằm ưỡn bụng lên, còn đa phần nó sẽ nằm ưỡn bụng xuống, bởi vì cái nơi đó là cái bụng á, là cái nơi mà dễ bị tổn thương nhất của mèo và chó. Thành ra nếu con nào chó hoặc mèo của các bạn mà nằm ưỡn bụng lên, tức nghĩa là nó rất là tin tưởng và cảm thấy tuyệt đối an toàn với sự yêu thương và đùm bọc của cái nơi mà nó được nuôi, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình cảm giác khi mà cái lá này lên thì có vẻ như người này khá là tin tưởng bạn, hoặc là bạn không cho họ cái cảm giác của sự phòng hờ hoặc là phòng thủ, hoặc là đại loại bạn là một người khá là tự, mình tính nói tự tiện á, mà ý của mình không phải là tự tiện, mà đại loại là một người có một cái sự gọi là phóng khoáng, hoặc là một cái người gọi là biết cách nuông chiều bản thân, rồi hoặc là một người biết gọi là, nói chung là có một cái sự thoải mái nào đó giữa họ với bạn, hoặc là bạn cho họ một cái cảm giác của sự thoải mái, không có ràng buộc, không có khó chịu á. Rồi bạn có lá gọi là hoa cúc, cúc này là cúc tím, thì mình nghĩ cúc tím, nói chung cúc nói chung thường là hoa dại, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cúc mà màu tím, tức nghĩa là có một cái gì đó rất là khác giữa bạn so với đại đa số người khác. Cái thứ ba nữa là bạn lại có một lần nữa là hai cái lần cái màu tím và hoa dại, mình nghĩ bạn có một cái sự hoang dã, hoặc là một cái nét đẹp tinh khôi đơn sơ chứ không phải là một cái nét đẹp cầu kỳ, hoặc là cái gu ăn mặc của bạn nó luôn luôn có một cái gì đó nó rất là classic, nó rất là truyền thống chứ nó không phải là một kiểu hoa lá hẹ. Bạn có một cái cối xay gió, một người ăn chắc mặc bền, là một người cần kiệm liêm chính, hoặc là một nghe cần kiệm liêm chính nghe thấy gớm quá, là một người cần kiệm thôi. Tức nghĩa tại vì sao mình nói là cần kiệm, bởi vì cối xay gió thường là một cái nơi mà thứ nhất là dùng để đập bột mì, thứ hai nữa là người ta để nơi đó là đập từ từ bằng gió, rồi sau đó bạn sẽ có bột mì để làm bánh mì, thì thường quá trình đó tốn thời gian rất là nhiều, với lại là thường dùng để trữ. Thành ra mình nghĩ có cái gì đó trong bạn liên quan tới việc là sự an toàn, cẩn thận, lưu trữ, tiết kiệm, hoặc là mình cảm giác là một cái người chăm chỉ. Đúng rồi, chúng ta có good vibe vẫn là màu tím nha các bạn. Thành ra mình nghĩ có thể bạn vẫn là một người có một cái năng lượng, một cái tinh thần, một cái khiếu hài hước, hoặc là một cái nguồn năng lượng khá là hay ho. Và trong mắt người này kiểu giống như nè, có hoa cúc nữa nè, lần này là cúc trắng, dĩ nhiên là không phải để trên bàn thờ đâu, nhưng mà ý của mình ở đây là bạn có một cái sự tinh khôi, một cái gì đó mình cảm giác là rất là thu hút người này, không hẳn là về ngoại hình nhưng chắc chắn là về tính cách, hoặc là những cái thói quen sinh hoạt, hoặc là những cái hành động hành vi nào đó của bạn nó mang đến cho người này cái cảm giác người này nói bạn là người rất là tốt, hoặc là một người mình cảm giác giống như là luôn luôn đối xử tốt với họ, chứ không phải là một cái kiểu người mà họ 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 cần phải để tâm để ý hoặc là phải phòng họ. Xin chào các bạn chọn tổ số 3, bây giờ mình sẽ bắt đầu giải bài cho các bạn ha. Thì để coi gọi là trong mắt của họ bạn là người như thế nào. Chúng ta có ba kiếm. Chúng ta có King of Pentacle. Là một người strength. Ok. Bạn là một người khá là, thứ nhất là mình nói là này là trong mắt của họ nha, chứ không phải hẳn là bạn đâu nha. Còn họ có cảm nhận đúng về bạn hay không thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác ha. Đầu tiên là bạn rất là hút họ, nhưng bạn không phải là một cái nét đẹp của sự thân thiện, mà bạn là một cái người thu hút họ bởi sự lạnh lùng. Một cái vết, dù là trai hay gái thì bạn cũng có một cái nét đẹp mang tính gọi là chuẩn, trung bình khá đổ lên, hoặc là từ khá đổ lên, tức nghĩa là vẻ ngoài của bạn là thứ ăn tiện. Trong mắt người này, bạn có King of Pentacle là một người thường có một cái sự sang sang, chảnh chảnh, có một cái sự gọi là tiền, gọi là nhìn vô là biết đứa này con nhà giàu, hoặc là nhìn vô là biết đứa này sung sướng, hoặc là nhìn vô cái là biết người này có, giống như có thể bạn có những người họ không giàu, hoặc là họ không phải là người mặc đồ hiệu, nhưng mà họ mặc những cái bộ đồ bình thường nhưng trông vẫn rất sang, rất sáng, rất là sạch, thì bạn nằm trong cái nhóm đó. Và người này cảm giác bạn xuất thân từ một gia đình được nuôi dạy rất là kỹ, rất là truyền thống, rất là đạo giáo, rất là tôn ti trật tự, rất là nghiêm chỉnh nghiêm túc, hoặc là có cái gì đó ở bạn, mình nói thẳng luôn là đập vô trong mắt họ bạn là cái lá này liền King of Pentacle, là một cái người khó gần, khó ăn, khó ở, khó chịu, nhưng mà cái kiểu là
khó nhưng họ vẫn thích đó bạn hiểu không? Cái kiểu hot, thay vì hot boy lạnh lùng, đúng rồi, hot boy lạnh lùng hoặc là hot girl kiêu sa, kiểu giống vậy. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là bạn bạn cho họ một cái cảm giác của sự khoảng cách. Khoảng cách, mình cảm giác người này không kết nối được với bạn. Người này cảm giác bạn là một cái người có tâm tư, tâm sự, có một cái gì đó khó gần lắm. Những cái thông tin về bạn, những cái gì mà họ biết về bạn có vẻ không nhiều. Hoặc đại loại bạn không thích show ra cho người ta biết về cái thế giới bên trong của bạn, cái con người thật của bạn hoặc là cái gì đó của bạn. Người này thích bạn, mình chắc chắn với bạn luôn, người này rất là thích bạn hoặc là thích bạn bởi vì có lá strength ở đây. Cái lá strength này nó nói là bạn bạn cho họ một cái cảm giác gần gũi, bạn cho họ một cái cảm giác gì đó bạn cũng thích họ, còn thật sự bạn có thích họ hay không họ không có biết đâu nha. Tức nghĩa là người này họ chỉ cảm giác là tôi thích bạn lắm, tôi thích giữ bạn giữ lắm 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 luôn, hoặc là tôi mê bạn đó, kiểu giống vậy. Nhưng còn bạn có mê tôi không thì tôi không có biết, là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là trong cái con người này á, thì người này họ nhìn vô bạn á, họ cảm giác giống như họ muốn chinh phục, họ muốn cua, họ muốn theo đuổi, họ muốn, nói chung mình cảm giác giống như nó là một cái thử thách. Họ cảm giác là bạn nhìn như vậy nhưng có thể, giống như người ta nói là những con sư tử là những loài, là những con mèo lớn hoặc là to xác, thì họ cảm giác giống như là bạn cũng giống như, ngoài cái vỏ bọc của bạn là một cái người khó ăn khó ở, lạnh lùng chua ngoa hoặc là đại loại có một cái sự xa xa cách cun cun ngầu ngầu gì đó, thì bạn vẫn là một con mèo, bạn vẫn là một cái người mà họ có thể play chơi với bạn, hoặc là bạn là một người khá là playful với họ, tức nghĩa là bạn khá là thân thiện với họ, bạn khá là chơi hoặc là hòa đồng với họ. Hoặc nói chung mình cũng coi phim, hoặc là đại loại là ngày xưa hay coi phim, hay kiểu giống như mấy cái hot boy lạnh lùng hoặc là mấy cái hot girl kiểu như kiêu sa thì lại thường thích những cái người đơn sơ giản dị, những cái đứa mà là quê quê chân chất, hoặc là những cái đứa ngu ngu, hoặc là những cái đứa bình thường. Nói chung là bạn với người này giống như hai cái thế giới đối lập với nhau, mà bạn thu hút họ và họ cũng thu hút bạn. Còn chuyện sự thật hai bạn có thích nhau hay không thì mình không biết nha. Trong cái lá ba kiếm này mình thấy là họ, cái người đó họ nghĩ rằng bạn có một cái quá khứ, một cái gì đó không muốn cho người ta biết, hoặc là bạn có một cái gì đó rất là mình không biết làm sao, nhưng mà mình cảm giác là người này không không thể chạm tới được. Họ cảm giác giống như trừ khi bạn nói ra cho người ta biết, chứ còn không thì ít ai biết về bạn. Hoặc là đại loại ở trong bạn nó có một cái gì đó không có thích người ta đến gần, hoặc thậm chí là ngay từ đầu bạn luôn luôn là người tạo khoảng cách với đại đa số mọi người. Bạn không phải là người quá lập dị hoặc là kiểu giống như là chảnh chẹ, hay là kiểu giống mình nói là họ, bạn cho họ cảm giác khó ăn khó ở, tức là họ nghĩ rằng bạn như thế. Chứ họ cũng, chứ thật ra cái thứ mà bạn tỏ ra bên ngoài có thể là bạn hơi khó gần thôi, hoặc là bạn dạng giống như không phải là người nói nhiều, bạn kiệm lời, hoặc là kiểu người của công việc, là người của cuộc sống, công việc, công danh, sự nghiệp, là một người chú trọng đến hình thức cũng như là danh vọng, địa vị, nhưng họ không nói bạn tham tiền. Tức nghĩa là cái, bởi vì cái sự sang chảnh hoặc là cái sự sang sang của bạn á, hoặc là cái sự nghiêm túc, ừ đúng rồi, từ nghiêm túc là chính xác, tức nghĩa là bạn khá là nghiêm túc trong mắt họ. Bạn là một cái mẫu hình mang tính truyền thống với một phần nha. Nếu bạn là nam, à không, nếu bạn là nữ và bạn, cái người bạn để ý là nam á, thì có thể là trong mắt của họ bạn là một cái người khá là mang tính uy quyền quy củ, một người mang tính gọi là thích cầm đầu, thích nắm đầu, là một người truyền thống. Bây giờ mình coi ba lá dưới đây chúng ta có cái gì ha. Chúng ta có hai chú chim chung tổ, cái này rất là khớp khớp tinh thần với lá strength. Bạn có thuyền và biển, này khá là hợp tinh thần của lá ba kiếm, không có gần được khó gần. Và bạn có quyển sổ, một cái người có nhiều tâm tư. Rồi, chúng ta có thuyền biển CF, chúng ta có quyển sổ sách A0396LW42. Hai chú chim chung tổ, đầu tiên đó là cà phê. Tháng 3, tháng 6, tháng 9, tháng 4, tháng 2, tháng 6 một lần nữa. Rồi, thuyền và biển thì mình cảm giác là một cái gì đó mình nói rồi, xa gần. Thứ hai là hình ảnh gắn liền, một sự quen thuộc. Thứ ba nữa đó là một cái gì đó liên quan tới chuyện là mình từng nói thuyền cần biển, chứ biển không có cần thuyền. Tức nghĩa là trong cảm giác của họ, bạn luôn luôn là một cái gì đó rất là xa, rất là bao la bát ngát, mênh mông, nhưng mà không có gần được, khó gần lắm, không hiểu được. Quyển sổ thì có thể nó liên quan tới chuyện là công việc của bạn, hình ảnh của bạn gắn liền gì đó tới sổ sách, chữ viết, con chữ, thầy giáo, luật sư, pháp sư, hoặc là bày luận, luật sư, hoặc là kiểu giống như là người viết nhiều, ghi chép nhiều, hoặc là một người khá là kỹ tính, hoặc là một người có cái gì đó liên quan tới gọi là chữ nghĩa. Hai chú chim chung tổ thì mình nghĩ là có một cái sự tương đồng nào đó, hoặc là một cái ấn tượng, một cái thiện cảm nào đó từ họ đến bạn, hoặc là từ bạn đến họ khá là tốt. Rồi
bạn có một cái máy chụp hình Polaroid. Polaroid, máy chụp hình lấy liền á bạn. Bạn có một con mắt rất à, bạn có đôi mắt. Bạn có một đôi mắt, một cái gì đó liên quan tới gọi là mắt, họ để ý mắt của bạn, hoặc là bạn là một cái người, một cái hình mẫu, một cái kiểu người mà mì ăn liền. Nói chung là trong mì ăn liền là cái thứ rất là phổ dụng, rồi là cái thứ mà ai cũng thích, hoặc là đại đa số ai đều đã từng ăn qua một lần. Tức nghĩa là bạn trong mắt họ là một người rất là mờ lem, nhưng mà nó mờ lem theo kiểu giống như là ngon ăn ngon mắt á, chứ còn ăn được hay không thì lại là không phải là dễ. Rồi bạn bạn có một cái gì đó, know your power, bạn có vẻ giống như là một người khá là thông minh. Ý mình nói là cái người mà bạn nghĩ trong mắt họ, bạn là một người rất là thông minh, rất là có uy quyền, rất là người rất là hiểu biết, có chiều sâu về tâm hồn, hoặc là một người có kiến thức gì đó, có một cái sự đa di năng, hoặc là một cái sự thu hút bằng cái sự ma mị nào đó. Ở đây mình cảm giác bạn có một cái gì đó rất là đặc biệt. Cái thần thái của bạn ngay từ đầu bài lên là mình đã nói rồi, đây là cái gì trời. Cái này mình từng nhìn, mình từng nói đó là giống như một cái gối, xong rồi quấn một cái cọng dây lên, hay là một cái ví tiền, hay là một cái gì đó nó liên quan tới gọi là ngồi ghế điểm. Mình cảm giác có thể là ở trong bạn nó có những cái phần mềm mà người này họ thấy. Ý của mình không phải là cái đó, nhưng mà kiểu giống như là người này họ họ cảm giác bạn là một người đơn giản mà phức tạp mà đơn giản á. Tức nghĩa là thế giới của bạn nó luôn luôn là một cái gì đó chỉ có trắng đen muối tiêu, xám đen hoặc là muối tiêu, nó xà quần lòng vòng, nó cũng có như đó thôi. Nhưng mà chạm vô thì không biết có chạm được hay không. Với lại có một cái gì đó mang tính chắc chắn, mang tính nương tựa, mang tính là điểm dựa. Nói chung trong bạn cho họ một cái cảm giác của sự an toàn. Nhưng mà bạn biết không, giống như là một cái cục đá, hoặc là đi trong một cái khu rừng nó im lặng á, nó vừa an toàn mà nó vừa sợ các bạn, kiểu giống vậy. Bạn có thứ năm, Thursday. Thứ năm cũng biết là gì luôn. Cái này thì bạn có là 23, cũng là số 5 nữa nè. À, nếu mà nhắc tới 23 với số 5 á, thì thường á, 23 là magician, 23 trừ 3, 23 tức nghĩa là 23 trừ đi 22 lá ấn chính là lá số 1 là magician, còn first day là số thứ 5, hoặc là số 5 thì có thể là lá Hierophant. Thì đối với mình cái lá Hierophant á, thì thường là cái lá của thầy giáo, của bác sĩ, của luật sư, của cơ quan công quyền, của chính quyền, của nhà nước, của những người khá là nghiêm túc, truyền thống, theo khuynh hướng hơi cổ hủ, cung kim ngưu, hoặc là thuộc nhóm đất như ma kết, xử nữ, kim ngưu, hoặc là những người khá là đạo giáo, mang tính truyền giáo, tư tưởng đạo giáo, một người khá là nguyên tắc truyền thống. Còn magician là một người có chuyên môn cao, là một người giỏi, là một người có năng lực, là một người độc lập, là một người biến hóa khôn lường, hoặc đại loại là một người có một cái tinh thần, một cái ý chí rất là sắc bén, hoặc là một con người của công việc, một người của công danh sự nghiệp nhiều.